Có một số các bạn có hỏi là chúng tôi thì ở dưới, ở trên là phòng ngủ, thì ở dưới là bếp. Vậy thì có ảnh hưởng đến cái sinh hoạt cuộc sống của chúng tôi hay không? Xin thưa trả lời các bạn như sau. Có những cái quan niệm cho rằng như thế là sẽ không hợp với phong thủy. Có thể cái câu ấy của họ là đúng, nhưng trong cái hoàn cảnh này của người ta thì cái câu đó có lẽ là cũng không có cách gì mà người ta sửa lại được. Chỉ có một cách duy nhất, đó là gì? Ta khắc phục cái nhiệt mà lấu lướng ở bếp cũng như cái hơi, để gì? Để cái người ở cái tầng bên trên và gian đấy không bị chịu ảnh hưởng bởi cái nhiệt và cái hơi đó. Đấy là cái duy nhất giải thoát. Hiện nay có rất nhiều những cái công nghệ mà mình có thể làm được bằng cách hút hơi, bằng cách hút nhiệt, để cho các bạn, các anh, các chị có được một cái gì? Cái phòng nghỉ nó không bị ảnh hưởng bởi nhiệt và mùi của cái bếp, nó không ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt. Xin rất cảm ơn.